quý vị, trong phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng SJC trong nước đã tăng dựng đứng lên mức 87,4 triệu đồng trên lượng, đắt hơn giá vàng thế giới 16 triệu đồng trên lượng. Dù Ngân hàng Nhà nước mới đây đã mở các phiên đấu giá vàng miếng SJC để tăng nguồn cung cho thị trường nhằm hạ nhiệt giá vàng, nhưng mục tiêu này đến thời điểm này, theo các chuyên gia là không đạt được. Trong bối cảnh giá vàng thế giới không biến động nhiều, nhưng giá vàng trong nước lại đang gây sốc thị trường. Chuyện gì đang xảy ra với giá vàng và liệu có giải pháp nào để thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới lúc này? Xung quanh những thắc mắc này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đinh Thế Hiển, chuyên gia tài chính ngân hàng. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Thưa ông, giá vàng trong nước lại tiếp tục leo thang sau các phiên đấu giá vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước. Và các chuyên gia cho rằng mục tiêu đấu thầu vàng miếng để bình ổn thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước không đạt được. Ông có bình luận gì về vấn đề này ạ? Thứ nhất, chúng ta cũng thấy rằng giá vàng trong nước nó tăng do ba cái yếu tố. Yếu tố đầu tiên là giá vàng thế giới nó tăng rất mạnh trong 2 năm nay do cái bất ổn của kinh tế cũng như chính trị. Thứ hai là trong nhiều năm nay không có cung vàng miếng ở thị trường nội địa, trong khi nhu cầu thì mỗi năm nó đều có. Và đặc biệt nhu cầu nó tăng mạnh trong 2 năm 2022-2023 là những năm thị trường bất động sản nó suy thoái. Và trong 2023 thì lãi suất tiết kiệm lại tiếp tục giảm, nhu cầu là tăng mạnh, từ đó làm cho giá vàng trong nước nó tăng rất mạnh, không chỉ là tăng theo thế giới mà tăng vượt trên thế giới. Việc đấu thầu vàng nó nhằm để hạ nhiệt, tức là giảm khoảng cách giữa trên lệch giá mua bán giá vàng Việt Nam thế giới. Nhưng mà việc đấu thầu này nó chưa diễn ra thành công, cũng như chưa có lượng cung vàng ra thị trường để hạ nhiệt nhu cầu. Nên cái việc càng làm cho giá vàng tăng, trước mắt sắp tới nguồn cung cũng chưa có, nên là dễ thấy rằng nhu cầu vẫn tiếp tục thì làm cho giá vàng nó không giảm mà nó tăng là dễ hiểu. Thưa ông, nếu như Ngân hàng Nhà nước vẫn có quan điểm là bình ổn thị trường vàng thông qua đấu thầu, thì có nên đổi quy định về đấu thầu hiện nay hay không ạ? Ở đây chúng ta cũng thấy rằng cũng có nhiều quan điểm, nhưng mà quan điểm của tôi cũng như một số chuyên gia thì việc đấu thầu nó không phải là giải pháp phù hợp cho việc quản lý thị trường vàng, và cụ thể là cho việc giá vàng trong nước nó giảm xuống một mức hợp lý so với giá vàng thế giới như Thủ tướng chỉ đạo, như chúng ta đã làm được trước năm 2012, thì việc đấu thầu vàng này nó không giúp gì nữa. Chẳng qua là việc đấu thầu này nó nhằm để ngân hàng nước cung lượng vàng ra với một cái giá mà không bị, ta gọi là trách nhiệm trong cái việc là nếu ngân hàng nước mà cung giá thấp quá thì có thể bị trách nhiệm. Ngược lại, nếu cung giá cao quá thì chưa chắc là những tổ chức vàng họ chưa mua. Nên ngân hàng nước mới dùng biện pháp đấu thầu để giảm cái trách nhiệm về xác định giá đi. Nhưng chính vì như vậy thì không giải quyết được cái yếu tố vì sao mà giá vàng trong nước chênh lệch quá cao thế giới, mà nó chỉ làm sao đưa được giá vàng ra ở mức sát nhất với thị trường thông qua đấu thầu. Như vậy đây là một giải pháp tình thế và nó không phải là giải pháp lâu dài cho việc quản lý giá vàng hợp lý như Thủ tướng vừa chỉ đạo. Thưa ông, có thể thấy là sau các phiên đấu thầu, giá vàng trong nước lại tiếp tục leo thang lên mức giá cao kinh hoàng. Ông có thể lý giải lý do của diễn biến này không ạ? Hiện nay, giá vàng Việt Nam mình chịu một lúc ba cái tác động tăng giá. Tác động thứ nhất là xu thế giá vàng thế giới vẫn tiếp tục tăng. Tác động đó là những kênh chọn lựa như gửi tiền ngân hàng và đầu tư bất động sản để thay thế vàng thì đều suy yếu, làm cho họ có xu hướng chuyển vào vàng. Và tác động thứ ba tức là với nguồn cầu như vậy, trong khi nguồn cung hầu như là cung vàng miếng ra thị trường hầu như là không có, thì ba tác động đó làm cho giá vàng không chỉ tăng mạnh mà còn chênh lệch giá vàng thế giới, chứ không có phải là do chính sách kinh tế vĩ mô đang yếu kém, cũng không phải do là nhà nước cung tiền để lạm phát. Những yếu tố đó mới là đáng lo, nhưng mà nó không xảy ra khi giá vàng tăng như lúc này. Thưa ông, có hay không việc giá vàng có thể bị đẩy lên do tâm lý thị trường trong nước về việc dự báo giá vàng thế giới sẽ còn tiếp tục tăng ạ? Hoàn toàn có những tâm lý. Chúng ta sẽ thấy có nhiều tâm lý. Chúng ta không chỉ vàng, chúng ta quan sát ở bất động sản. Chúng ta thấy trong năm 2020, 2021, 2022, dù dịch bệnh, dù các kinh tế đang khó khăn, thì có những giai đoạn, có những khu vực giá bất động sản tăng bằng lần, tăng còn kinh khủng giá vàng. Giá vàng hiện nay chúng ta tăng có 10 mấy%,
trong khi chúng ta chứng kiến đất trong giai đoạn 21-22 nó có tăng tới 100%, thậm chí khu vực 200%, thì điều đó cho thấy rằng cái việc tâm lý đầu tư khi dồn vào một tài sản đầu tư để nó tăng là có, và đó đều xảy ra trong nhiều giai đoạn chúng ta quan sát, trong đó có giá vàng. Và thông thường thì với những xu thế chạy theo tâm lý đó thì số đông là thiệt, chỉ có một số ít họ có thể là vào ra đúng xu thế, còn đa số khi chạy theo xu thế tăng giá như vậy cũng đều thiệt hại, không chỉ trong vàng mà trong nhiều tài sản đầu tư khác. Thưa ông, giải pháp nào có thể giúp hạ nhiệt giá vàng trong nước hiện nay, thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới? Ở đây chúng ta sẽ có cái giải pháp thị trường và giải pháp hành chính. Đầu tiên hết, như đã nói thì trong nhất định nhà nước vẫn phải kiểm soát có điều kiện là vàng. Chúng ta cũng không thể nào vì cái nhu cầu mà chúng ta nhập vàng một số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu. Vì như vậy thì chúng ta phải mất vàng. Chính vì thế nên chúng ta phải tính toán một lượng vàng hợp lý nhập về để bảo đảm chính sách tiền tệ, để đáp ứng nhu cầu người dân hợp lý. Nếu như trong một giai đoạn nhất định mà nhu cầu tăng quá mạnh, trong khi chúng ta chỉ có thể đáp ứng lượng cung một cách vừa phải, thì chúng ta phải chấp nhận giá vàng tăng là bình thường, rồi sau đó đến lúc những yếu tố mà nó giải tỏa cái nhu cầu mua vàng đi, thí dụ giá vàng thế giới hạ nhiệt, thí dụ lãi suất ngân hàng nó không còn giảm nữa, thí dụ bất động sản nó phục hồi, thì những yếu tố nó được gỡ. Cái thứ hai cùng với đó là những lượng vàng được cung ra một cách có kế hoạch, một cách từng bước, nó sẽ dần dần nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu nhất định cho người dân, nó cũng sẽ làm hạ nhiệt. Đó là những chính sách mà chúng ta cần làm đồng bộ và phải làm một cách từ từ, không không cần phải là một sớm một chiều. Song song với cái giải pháp đó thì chúng ta phải tập trung tránh cho cái vấn đề trục lợi của việc chênh lệch giá vàng hiện nay. Tôi muốn nói tới vấn đề buôn lậu, tập trung hơn nữa trong vấn đề xử lý buôn lậu. Và vấn đề xử lý buôn lậu không nằm chỉ nằm trong cái việc là những người buôn lậu, mà nằm trong những người mua vàng không nguồn gốc để bán ra. Đó là quản lý chặt các tiệm vàng trong vấn đề kinh doanh vàng. Thậm chí có những cái đề xuất là mua vàng lượng thì phải thanh toán qua tài khoản để quản lý là cái vấn đề kinh doanh mua bán vàng. Thì những cái chuyện như vậy chúng ta sẽ khắc phục được một giai đoạn, ta gọi là giai đoạn mà chúng ta chưa hạ nhiệt được giá vàng trên là thế giới, để tránh rủi ro chảy máu đô la qua cái đường buôn lậu để cho trục lợi, và sau đó với những giải pháp cung vàng có kế hoạch và những cái kênh đầu tư khác phục hồi thì chúng ta sẽ thấy giá vàng nó sẽ ổn định trở lại. Thưa ông, trong xu hướng hiện nay của giá vàng, theo ông thì các nhà đầu tư có nên coi vàng là một trong những kênh đầu tư đáng quan tâm nhất hiện nay hay không ạ? Thì giai đoạn hiện nay nếu mà chúng ta đầu tư vàng thì chúng ta sẽ đối đầu một lúc là rủi ro khác. Rủi ro thứ nhất là giá vàng thế giới đã vượt qua 2.000 đô, khả năng lên và xuống như nhau là một rủi ro. Rủi ro thứ hai là giá vàng trong nước chênh lệch quá lớn cho vàng thế giới. Thì như vậy khi một người mua vàng trong giai đoạn này là gặp hai rủi ro một lúc. Do đó, đối với đa số những người đầu tư dài hạn, đầu tư một cách an toàn thì không nên chạy theo một cái tài sản đầu tư mà nó có nhiều rủi ro như vậy.